Mấy cái gì vậy? Thôi làm ăn nè. Thôi là tôi làm cái... Anh thấy kia em ạ. Tôi làm make up má ơi, quay cái gì vậy? Tôi làm make up má quay quay. Thôi tạm tha cho anh Quy đi, để anh cho em make up xong rồi xử lý anh trai. Tôi xin em tôi tin dầu xả vậy. Anh là mục tiêu là con mồi. Cái gì toàn bị hai đại xin không? Ai có kênh riêng hết? Toàn bị hai đại xin không?